X7A bản nâng cấp của 7GX cơ bản công dụng của dòng Onkyo. Dàn này tích hợp thêm khả năng nhà máy quang anh em ha. Màn hình xanh, có hai đèn nước theo nhạc ở đây. Loa đúng combo từ dàn X7A luôn. Loa này thì công suất 70W một thùng, một cặp là 140W cho tốt cái theo nhạc ha. Cũng loa rất là bự. Bên trong thì đa số có phần tầng chi tiết là cao anh em ha. Dàn này đọc tốt CD, MD rồi dàn máy quang digital, nghe nhạc từ Smart TV. Mình nhập từ YouTube anh em ơi, từ YouTube xuống. Ngoài ra thì có FM. Anh em nghe FM thì mua điện bát học để chỉnh được tần giảm tần số và chỉnh được bass ha. Ngoài ra thì có line, tape CDR để nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn USB Bluetooth và ngõ 3.5. Rồi mình tới có chức năng khác ha. Rồi CD có sẵn rồi. Rồi mình test chức năng CD nha anh em. Rồi chờ đọc ha. Mở đây. Rồi bấm play ha. Xin giá biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi. Sao loa đẹp lắm cả luôn nha. Đúng combo X7A. Loa thì 70W một thùng, kết thúc cái này nha. Nguyên dàn này thì nó kiểu dáng đẹp, trưng bày sưu tầm rất là phù hợp luôn. Bao lần đi nút keo anh em ơi. Hiện tại thì Onkyo Bredon cũng khá là hiếm nha. Vậy rất là nhỏ giọt, được vài bộ thôi.
Rồi anh em mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em đăng ký kênh, nhấn thông báo bên phải video, hình cái chuông, nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại anh em.